chào các con thân yêu của các cô. Hộp bút chì màu ba mua để tặng em 12 cây bút xin ơi ơi là xin. Cô đi đố cô Hiền, cô đi vừa hát bài hát có tên là gì nè? À, đó là bài hát hộp bút chì màu phải không cô đi? À, đúng rồi. Hôm nay các cô sẽ dạy cho các bạn vận động bài hát hộp bút chì màu. Bây giờ các bạn chú ý xem cô nha. Sài Gòn Academy, tiên phong giáo dục sớm từ 0 tuổi.